Đấu La Đại Lục phần 2 tập 3 xem 45 Thánh Linh Giáo Thuyệt Thế Đường Môn. Còn những người này hiển nhiên là không phải đơn giản như vậy. Nana mạnh mẽ gật đầu rồi nói, hiện tại ngươi đã là hiểu vì sao khi mà người phong ấn ra linh hồn của ta lại là khủng hoảng như vậy đó. Ta sợ ta cũng là sẽ giống cha mẹ, bị người ta khống chế linh hồn, vĩnh viễn bất sinh bất diệt. Ta không có cách nào nên là phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Họ đưa ta đến học viện Nhật Nguyệt này, không hề trải qua khảo hạch, đã vào thẳng học tập. Họ nói muốn là đợi ta đã được tới tu vi trình độ nhất định, sẽ là chính thức gia nhập tổ chức. Khi mà tới lúc đó, họ sẽ là phóng thích ra linh hồn của cha mẹ, để hai người có thể siêu thoát. Để cho ta ăn lòng, cứ cách 2 tháng, họ lại cho ta nhìn thấy linh hồn của cha mẹ một lần. Mỗi khi ta gặp hai người, họ đều là có một bộ dáng rất là đau đớn. Ta chẳng dám làm trái ý của những người kia. Chỉ là có thể nghe theo bọn họ sắp xếp. Cũng còn là may họ không có yêu cầu gì ta, chỉ muốn ta khổ tu. Cách một đoạn thời gian họ cũng là có khảo hạch với ta. Có một lần khi mà họ không chú ý, ta lén đến gần chỗ họ nhốt linh hồn của cha mẹ. Nghe được hai người nói, ta mới biết quá trình khiến cho gia đình của ta tan cửa lát nhà. Thì ra trước kia mẹ đi liệt sát hồn thú đụng phải những tên thánh linh giáo này. Vì mẹ có võ hồn đặc biệt, họ muốn mẹ gia nhập nhưng mẹ nhất định là cự tuyệt. Từ đó ác mộng mới là đè bám gia đình của ta. Ngay cả mẹ cũng là không biết tại sao họ lại có thể khống chế, bị họ ép buộc gia nhập thánh linh giáo. Hơn nữa còn là khống chế cơ thể giúp cho họ đi làm nhiệm vụ. Nhưng vì mẹ rất là yêu cha, nên thường xuyên có khả năng thoát khỏi khống chế. Họ ra lệnh mẹ phải hạ sát cha. Lúc mà mẹ chính tay giết cha cũng là đã phải chịu đả kích thật là lớn. Cuối cùng thoát khỏi khống chế của bọn họ, đến bên thi thể của cha ta mà tự sát. Mẹ nói hối hận lớn nhất của người là không thể cứu được ta, không muốn ta giúp người. Dân ta nhất định là phải thoát khỏi khống chế của thánh linh, nếu không cả đời sẽ là làm nô lệ cho bọn họ. Môi run run, Nana không cầm được nước mắt chảy xuôi. Nhưng ta làm sao có thể đi đây? Thấy linh hồn của cha mẹ bị giày vò, ta thật sự là rất hận, hận chính mình không có đủ năng lực giải cứu hai người. Vũ Hạo cũng là trước nay vẫn là cảm thấy thân thể của mình đã là xem như là thê thảm. Nhưng với tình cảnh của Quất Tử rồi Nana, xem ra chẳng thấm vào đâu. Liệu hết thầy đúng như làng nói, quả thật là cuộc đời của nàng như là con rối bị người điều khiển khống chế. Cha mẹ đã mất, linh hồn lại là còn bị tra tấn. Người muốn ta giúp người như thế nào đấy? Vũ Hạo cũng là trầm giọng hỏi, thanh âm rất là kiên định. Nana cúi đầu cũng là không hé răng nữa. Nói đi, ta tin là mọi lời người nói đều là sự thật. Vũ Hạo là một hồn sư hệ tinh thần, nếu ngay cả lời nói thật nói dối nghe cũng là không biết, thì cảnh giới hãn hải vô nhai cũng là phí đi. Nana nói tiếp, do ta quá xúc động, ta không lên tới tìm người. Thánh linh giáo có bao nhiêu bí ẩn, có bao nhiêu cường đại, bọn họ làm gì ta cũng không biết. Mạo muội nhờ người hỗ trợ sẽ là liên lụy đến người. Vũ Hạo nói, cứ không cần ký học viện sao? Học viện Nhật Nguyệt là học viện của số 1 của đế quốc Nhật Nguyệt. Minh Thức Đường lại là có địa vị hết sức là quan trọng ở đế quốc. Nana oán hận rồi nói, ta sao không nghĩ tới, chỉ là nghĩ mà không thể làm. Vì họ căn bản là cùng một suốt, ta có thể khẳng định Minh Thức Đường nhất định là có câu kết với Thánh Linh Giáo. Bởi vì có một lần ta tận mắt thấy một vị trưởng lão che mặt của Thánh Linh Giáo đang đêm khuya đi vào Minh Thức Đường. Vừa nghe lời này, Vũ Hạo cũng là mặt mày càng thêm nhăn nhó. So với hắn tưởng tượng, tình hình càng thêm nghiêm trọng, rõ ràng là một chuyện rất là phức tạp. Nana nhìn Vũ Hạo, ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Ta hận Thánh Linh Giáo, cũng là hận cả cái học viện này, thậm chí là hận cái quốc gia tối lát này. Vũ Hạo, chỉ là cần người có thể giúp ta giải phóng linh hồn của cha mẹ, sau này ta cam nguyện làm lô tì cho ngươi. Vũ Hạo lắc đầu, ta không cần người làm lô tì. La thân thể cứng đờ buồn bã nói, vậy ngươi coi như là ta chủ đến đây đi. Vẻ mặt u ám, lẳng thất thểu ở bước ra cửa, Vũ Hạo vội vàng nắm chặt tay của nàng. Ta nói là không cần người làm lô tì, nhưng cũng là không nói là không giúp ngươi. Ta và ngươi giống nhau đều là cô nhi, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ta không dám khẳng định có thể thành công, nhưng ta có khả năng. Có điều thì đầu tiên là ngươi phải nói tình hình của Thánh Linh Giám mà ngươi biết cho ta nghe. Nana run run rồi nói, ngươi thật sự là chịu giúp ta sao? Vũ Hạo thả nhẹ rồi nói, kỳ thật ta lên hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta đến như thế? Hai mắt đã là hờ sưng đỏ của Nana nhìn hắn đăm đăm. Chỉ là cảm giác của ta lần trước khi mà thấy người ngượng ngùng như vậy, cuộc sống áp lực của ta đã là chịu không nổi, đã là không còn lưu luyến gì. Có một chút cơ hội ta cũng là phải lắm lấy. Những người ta biết mạnh hơn người rất là nhiều, nhưng không ai hiểu biết về linh hồn như người. Họ có muốn giúp cũng là không thể. Nhưng người thì lại khác, hồn kỹ oán linh của ta dễ dàng bị người khống chế. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nhưng chẳng những không hại linh hồn của ta, lại lưu dưỡng nó càng mạnh mẽ hơn. Đối với ta, ngươi là người khống chế linh hồn mạnh nhất trong những người ta quen biết. Cho nên ta mới nghĩ tới mời người giúp.
ta không có cái gì quý giá trả cho ngươi, chỉ có con người của ta. Lấy ngươi giúp cha mẹ của ta thoát khỏi đau đớn, sau này ngươi muốn ta làm gì ta cũng là đèn cạn tâm tình nguyện. Vua Hạo nói, ngươi không cần phải là cam đoan cái gì cả, ta cũng là không đòi ngươi cái gì, chỉ là hy vọng có thể giúp linh hồn của cha mẹ ngươi an nghỉ. Hắn cũng là đã bắt đầu rung động, hai tròng mắt hơi nóng lên. Vì là hắn nhớ mẫu thân, nếu mẫu thân còn sống, ắt sẽ là rất là phấn khởi khi mà thấy hắn đã là hồn tông, gia nhập nội viện của học viện Sử Lai Khắc. Hắn cũng là ngăn được bản thân nhớ đến nam tử kia. Mẫu thân, ta sẽ là vì người mà nói ra tâm nguyện chưa bao giờ tốt lên của người, cũng nhất định là sẽ báo thù cho người. Đoạn này Nana nói tiếp, theo ta biết thì tổ chức Thánh Liên Giáo thập phần thần bí, những kẻ ta tiếp xúc chỉ là một bộ phận mà thôi. Trong Minh Đô này có khoảng là hơn 20 người, thành viên hạch tâm có khoảng là 3 đến 4 người, còn lại chỉ là nhân viên, nhưng ngay cả nhân viên cũng là có tu vi là hồn tông. Có điều kỳ quái là Thánh Liên Giáo này ở đế quốc Nhật Nguyệt nhưng lại là có rất ít hồn đạo sư, hầu hết là hồn sư. Ta đã thấy tên thành viên hạch tâm cường đại nhất kia có tu vi chính là hồn thánh, nhưng quả thực là lại là khiến cho ta có cảm giác sâu không thể đo. Trong cái phân bộ ở đây, hồn thánh thất hoàn gọi là trường lão. Mỗi khi gặp hắn, hắn đều là mang một cái khăn trùm đầu màu đen, chỉ là nhìn thấy hai mắt. Những thành viên hạch tâm khác được gọi là thánh linh đệ tử, những kẻ khác gọi là thánh phó. Hiện tại ta cũng là xem như là một thánh phó. Mỗi khi ta đến phân bộ, đều là phải che kín thân phận. Ngay cả thánh phó bình thường chẳng chạm mặt cũng là có nhận ra đối phương. Chỉ có trường lão mới biết được tướng mạo của chúng ta. Hắn có nói khi mà ta đạt đến tu vi là hồn đế, sẽ đại trình lên tổng đàn thăng cấp thành thánh linh đệ tử cho ta. Hơn nữa là cho ta thăng linh. Phú Hạo ngạc nhiên, thăng linh? Là lắc đầu rồi nói, ta cũng không biết thăng linh nghĩa là sao, ta cũng từng nói. Hắn nói là đó là một nghi thức thần thánh khiến cho thánh phó trở lên vô cùng là cường đại. Vũ Hạo nói tiếp, nếu đã là một giáo, vậy là giáo đầu thánh linh giáo là ai? Là nói, giáo lý rất là mơ hồ, chỉ là có hai câu. Thánh quang phủ chiếu thiên hạ, thánh linh hàng lâm nhân gian. Trưởng lão nói, chỉ là cần ta trải qua nghi thức thăng linh nghi, là có thể giải phóng ra linh hồn của cha mẹ. Nhưng mà khi ta đánh nhau với người, mới là cảm thấy, có lẽ cái nghi thức kia cũng là giam cầm linh hồn như là người vậy. Có lẽ vì hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, nên họ còn chưa xuống tay với ta. Vũ Hạo nói, nói vậy nhưng thánh phó đều là giống như người, đều là những mục tiêu bổ dưỡng cho thánh linh giáo. La lại lắc đầu rồi nói, ta cũng không biết trưởng lão và thánh linh đại tướng nghiêm cấm thánh phó chúng ta ngày thường trao đổi với nhau. Vũ Hạo gật gù, trong lòng đã là có một chút nhận biết. Quả nhiên thánh linh giáo vô cùng là thần bí, ngay cả người trong tổ chức như là Lana cũng là không biết nhiều. Vậy linh hồn của cha mẹ người bị phong ấn ở nơi nào? Trong thánh đàn của phân bộ, cái chỗ mà đó rất là quý dị. Mỗi khi ta đi vào đều là cảm thấy âm khí dày đặc. Hơn nữa thì bị phong ấn ở đó không chỉ là có linh hồn của cha mẹ ta, còn có rất nhiều linh hồn khác. Vũ Hạo nói, vậy ý của ngươi là dẫn ta đến thánh đàn, sau đó nhờ ta sẽ cứu cha mẹ của ngươi, đúng hay không? La liên tục gật đầu rồi nói, đúng vậy, ta ở nơi đó tuy là có thể gặp cha mẹ, nhưng mà thực sự là chỗ đó căn bản là không thể tiếp cận. Nhưng khi đến gần ta lại cảm thấy linh hồn của mình như là bị xé lát ra. Ngươi có thể không? Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng chỉ là có thể tận lực mà xem thử. Có điều thì ta là ngoại nhân, làm sao tiếp cận thánh đàn? Nana nói tiếp, trong nhóm thánh đồ, địa vị của ta có phần cao hơn, vì tu vi cũng là sắp đến cấp 60, xem như đã là chuẩn thánh linh đại tứ. Bọn họ cũng là biết ta không phải là có khả năng giải phóng linh hồn của cha mẹ, nên cũng là không phòng bị ta nhiều chuẩn lắm. Đợt sắp tới, trên trưởng lão quay về tổng đàn, phân đàn chỉ là có hai tên thánh linh đại tứ. Cũng là đến kỳ mỗi tháng, ta được phép thăm cha mẹ, bọn họ sẽ là không phòng bị với ta, bởi vì có rất nhiều thánh phó đều là có tình trạng tương tự như là ta. Lúc đó người hóa trang thành thánh phó, chúng ta sẽ là lẻn vào. Còn nếu không được, ánh mắt của La chợt trở lên sắc bén. Với thực lực có thể là đả bại kiếm sinh quỷ tuyệt trần như là ngươi, còn có ta, thì hai gã thánh linh đệ tử lục hoàn hồn đế kia cũng là không quá là khó đối phó. Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, được rồi, chúng ta cũng là lên bàn ký phương án hành động một chút. Quyết định trợ giúp Nana phần lớn là do đồng cảm, có một phần nhỏ là vì thánh linh giáo. Giáo phái lấy hồn dù là chính, lại là có liên hệ với mình Đức Đường, khá là thần bí. Theo như Lana mô tả, trường lão phân đàn có tu vi thất hoàn, vậy thì cái giáo phái này thủ lĩnh hẳn phải là cường giả phong hào đấu la, mà phàm là một tông môn có phong hào đấu la tọa chấn đều xem là đại tông, sao lại là làm việc đen tối để tiến. Việc này nhất định là phải báo cáo cho học viện Sử Lai Khắc, lần này đi xem trước một chút. Bản thân làng cực hạn đàn binh vốn là chiến binh đơn thể, đôi khi thực lực cũng là không hẳn chỉ là chiến đấu. 3 ngày sau,
Một bóng người thon thả chậm chậm rời khỏi học viện Nhật Nguyệt, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, lanh lợi màu đỏ sẫm, áo choàng đen giữa trời đen, chạm vạng tối trên thân thể mềm mại mang theo nhiều phong tính. Đến cửa học viện, đầu lĩnh hộ vệ của hai môn chỉ là nhìn nàng một cái, mỉm cười cho đi qua. Ai mà không biết, cục cưng của học viện, hệ hồn đạo trực thực khống là ná, nghe nói bằng thực lực của mình, nàng đã là được chọn làm thành viên chính thức đại diện cho học viện Nhật Nguyệt thượng đài ở đấu hồn đại tái sắp tới, tương lai vô cùng là sáng láng. Đệ tử không thể tùy ý rời khỏi học viện, phải là có giáo sư phê chuẩn mới được, nhưng mà Lana là ngoại lệ, sớm đã có giấy phép tùy ý ra vào. Rời khỏi học viện, Lana đi nhanh hơn, phải là qua mấy dãy phố, tìm trước viện nhìn sau, nàng lặng yên đến một góc âm u. Một thân ảnh cao lớn khôi ngô lặng lẽ tách xa từ người của nàng, làn da ngăm đen, đỏ bóng lưỡng, lưng dài vài rộng có thể là khiêng cả một khẩu đại pháo, chính là Hòa Thái Đầu. Lana thở dài lẩm bẩm, thật là thần kỳ. Phú Hào, ngươi không tiêu hao nhiều hồn lực quá đó chứ? Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Không đâu, đi thôi nào, làm nhanh chiến sự rồi trở về. Theo Lana rời khỏi học viện, không chỉ là có Phú Hào mà còn có cả Hòa Thái Đầu. Hôm nay chính là lúc hành động, để bảo đảm một chút, Phú Hào gọi Hòa Thái Đầu cùng đi, đảm bảo một kích thành công. Tinh thần hải thăng cấp, nhưng hồn ký tinh thần đã là tiến bộ nhảy vọt. Dĩ nhiên không thể nào thiếu hồn ký mô phỏng. Lúc này chính là bằng tinh thần lực cường đại đã làm xả dạng cả hai huynh đệ thành Lana. Chỉ là có ai tinh mắt lắm nhìn kỹ mới thấy bóng dáng của Lana lúc đó ngẫu nhiên là xuất hiện ra sự trùng lập, cơ bình thường chẳng là có khả năng phát hiện ra. Ngụy trang xâm nhập chính là một trường học tập của cực hạn đan binh. Với Hán Hải vô nhái, hắn dễ dàng sử dụng ra năng lực này trong thời gian dài. Hòa Thái Đầu ra dấu Lana an tâm, căn bản là không trao đổi gì, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Lana hít sâu, cố gắng khôi phục lại tâm tính mới là bước đi trong bóng đêm, hướng tới mục tiêu đêm nay. Minh Đô là thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt, diện tích là cực kỳ rộng lớn, một thành thị không tường thành khổng lồ vừa là rực rỡ lên đèn. La Lang theo đường cũ bước nhanh, đôi chân dài toàn thoát bước nhẹ như là điện sét. Vẫn giữ tốc độ đó, đến chừng là lửa canh giờ mới chậm lại, mắt không chớp nhìn một tòa kiến trúc, làng thì thầm. Tới rồi, chính là cái tòa nhà cao ở cái sân 300m phía trước kia kìa. Giọng nói của Vũ Hạo vang lên, đừng no, mọi việc có ta rồi. Ở trong Minh Đô, có rất nhiều kiến trúc cao lớn hơn hẳn mọi quốc gia khác. Hồn đạo khí ứng dụng rộng rãi, về mặt kiến trúc sử dụng, đế quốc Nhật Nguyệt cũng là dẫn đầu tại đại lục. Lala lại đi đến một góc ngã tư, lúc này, làng đội lên một cái khăn trùm màu trắng, rồi lại là mang một cái mũ lưới. Xong đâu đấy, làng bước nhanh tới tòa nhà phía trước. Nhưng kiến trúc trong quảng trường nhỏ này không chút nào bắt mắt cả. Lana giơ tay gõ cửa 5 cái, 3 dài 2 ngắn. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một chút, Lala lắc mình vào khe cửa vào trong. Gã đến mở cửa, hoàn toàn thân là mặc hắc y, đầu cũng là đội mũ lưới, là một thành liên. Sâu trong tối tăm, trông đủ loại cây càn tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, bên ngoài nhìn vào rất là bình thường, nhưng không thể thấy bên trong chút nào cả. Người kia nhẹ gật đầu chào Lana, nhanh chóng tránh sang một bên. Làng cũng là gật đầu trở lại, rồi theo một đường nhỏ đi đến tòa nhà mái vòm ở giữa sân.